Thế lại nhỉ? Thế anh là người gân lên cân ạ. À? Theo quy định 135 thì anh người sử dụng thiết bị nghiệp vụ, anh phải có chứng chỉ chứ anh ạ. Có việc xe đâu chứ. Người sử dụng thiết bị nghiệp vụ của anh đâu ạ? Tôi chưa lên. Nói chung là tôi chưa lên. Theo thông tư 35 là người sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ. Người sử dụng thiết bị nghiệp vụ của chứng chỉ anh ạ. Máy rồi em bị văng ra ấy, chứ không em cũng không phải cố ý ra đâu, các cụ đang xem nhiều mà em máy bị văng ra ấy. Nãy đang xem 40-50 người mà đặt chân mà máy bị văng ra ấy, chứ không phải em thoát ra đâu nhá. Mệt mỏi quá. Thôi bà đang lên cân bình thường mà. Là cái anh gan ấy hả? Nhưng mà theo thông tư thì 35 đấy. Bây giờ tôi gan, anh gan, anh cái gan này có gì đâu mà ông nói hồi đấy. Thưa ông, bây giờ anh đâu phải là cái xem. Gì là anh nói anh ta bây giờ thất rồi, bây giờ anh phải mà. Thấy là anh đỉnh dốc Thanh Mỹ anh ơi. Anh phải gây vô là coi như là tôi không thích mình chứng chỉ làm được chưa? Có, tôi phải xem trước, trước khi anh cân chứ bây giờ anh em ạ. Nếu giống như là tôi không có bằng thì tôi chạy xe làm sao mà đi đường được. Cân tải cụ ơi, nãy đang xem 40 người mà 45 người mà nãy em bị bật ra ấy. Không hiểu, không hiểu là nó bị làm sao ấy. Bây giờ yêu cầu lên cân đấy. Tôi vẫn cân bình thường, anh hiểu không? Tôi phải xem được cái chứng chỉ của đấy chứ. Bên trên chứng chỉ người sử dụng thiết bị nghiệp vụ. Chứng chỉ gì anh? Người sử dụng thiết bị nghiệp vụ cân bây giờ anh có không ạ? Anh có chứng chỉ thiết bị gì, anh có quyền chứng chỉ thiết bị à, nhưng không đủ cân thì ví dụ anh mà tôi mà ví dụ không có bằng thì tôi làm sao mà đi đường được, đúng không? Đấu chiếu, đấu chiếu căn này phải có không? Có, đây có cân và cả số xe đi cái giấy kiểm định là đủ rồi, nhưng mà người sử dụng không? Người sử dụng thiết bị nghiệp vụ của anh đâu ạ? Không có giấy đúng không ạ? Không, nhưng mà làm thì làm tới đi chứ. Tội gì? Này không đúng thì anh kiện, có quyền anh kiện mà. Không, tất nhiên là có kiện rồi anh ạ. Tất nhiên là có rồi. Còn bây giờ tôi nói anh cũng như anh đứng xa ra tôi đó, anh cứ đứng xa ra tôi đó, hai cái xa tôi 2 mét. Cũng như anh lái xe thì anh có quyền là anh lái xe có như thế nào. Nhiều người là lái xe đúng không? Bây giờ tôi kiểm tra anh là giấy tờ như thế nào thì cái chuyện là cái chuyện quy định. Còn bây giờ ở đây là chúng tôi không có quyền là quy định là phải giải thích anh cái giấy tờ yêu cầu của người kiểm tra. Không biết là thế nếu mà theo cái thông thế mà cái thông tư đó nhà nước người ta làm luật người ta vẫn về vấn đề đấy không anh? Bây giờ xe thì anh có quyền khiếu nại khiếu kiện, còn bây giờ chúng tôi yêu cầu anh căng đấy thì anh chấp hành theo cái quy trình của chúng tôi, cán bộ của chúng tôi căng có người đây được chưa, chúng tôi có người đây rõ ràng đây, có tên có tuổi đây. Nếu như sau này anh khiếu nại mà cái người này không có đủ nghiệp vụ hay như thế nào mà anh thấy xe thì anh là chúng tôi xe đúng không? Cái kia nếu mà ví dụ mà sau hiện tại nếu mà không hiện tại mà không có thì sau này mình nếu mà có thì như nào? Anh nói nữa thì bây giờ anh nói như vậy thì cái chuyện lấy là cái ý của anh, còn bây giờ á là việc chúng tôi yêu cầu anh căng là cái việc chúng tôi đang thực thi pháp luật. Chúng tôi đang thực thi pháp luật thì chúng tôi yêu cầu căng và đề nghị anh chấp hành. Anh hiểu tôi nói chưa? Chúng tôi đang thực thi pháp luật, chúng tôi đề nghị căng thì anh phải chấp hành, anh hiểu chưa? Ok cụ ơi. Anh nào hết chưa? Đây.
kiểm chứng mà giờ mà không kiểm chứng luôn thì sao kiểm chứng làm sao được nữa à, cụ Nguyễn Trước, Nguyễn Cương ơi. Hiện tại đang cân ở giữa dốc này. Lan ơi, nói chung là em có điều khó nói. Đang trên live mà. Được chưa? Vâng, phải ra đấy. Ông Quang ấy, ông Quang cân ông ơi, anh ơi. Cân đéo nhảy. Cân hỏng rồi anh em ạ. Đéo nhảy. Thank you.
tôi xuống ấy, tôi xuống ngay, tôi xuống ấy. Xích nó đụng anh này nó từ từ bình tĩnh. Cất người ta không nhảy cô ơi. Chói quá cụ ơi. Sao cái này không nhảy anh à? Sao nó vẫn đang hiện lên như thế kìa? Có nghi ngờ này cân sai nhá. Nhá tôi quá tải rồi, chết rồi tôi luôn. Làm bằng trứng ơi.
Em đang cắm điện thoại khác rồi cụ ơi. Alo ạ. Đang cân tải trọng lên. Đang live cho đang ấy. Quay đằng này, tôi quay mà con xem đằng ngoài chứ. Ở đây này, đây là cái đấu đằng. Xem cái số đâu. Ai ấn ấn vào đâu? Đây này. Cao em bên Đại Lộ Quảng Nam. Ui giời, các anh làm hết hơi xe của tôi rồi. Đại tí phanh nhiều hết hơi rồi. Đợi tí các anh cho bắt đi lùi đi tiến lại ngay đoạn dưới dốc này rồi. Nó hết hơi ấy. Đang hết hơi. Chuyến này em đi lại đi một mình nhá cô ơi. Đâu để quay lại xem tục cân ở hàng đi. Đây đây. Ok, thả tháo ơi.
nhất giờ tới đấy đi. Nè, xe đang xì hơi. Anh nói đi ạ.
Xe không quá các cụ ạ.
Xong rồi các cụ ơi, xe không quá tải nhá. Xe không quá tải nha, thì em xuống lấy giấy tờ em đi về nha. Mất thời gian quá.